phải bỏ ra vài đến trăm ngàn đô thì mới chỉ sở hữu cho được một cái bất động sản. Cho dù nó có nhân lên, nó có nhân lên đi chăng nữa thì nó cũng nhiều lắm thì x2, còn không thì nó chỉ lên được một 30%. Thế thì chị thấy là nếu mình đầu tư vào cái công nghệ UT của mình thì nó có thể nó nhân lên hàng. Bây giờ cứ ngồi mình cứ tính đơn giản, chỉ 1:1 thôi, nó đã lên là bao nhiêu rồi. Nhân x là bao nhiêu rồi, chị cái con số tính nói thật nhé, lâu rồi chị không, chị làm gì chị ngồi máy tính thôi chứ bây giờ chị nhầm là chị nhầm đó người ta. Nhưng đại loại như thế thì chắc chắn mọi người đây là ai cũng giỏi hết chị. Về với số 4 của UST mình vẫn có thể đầu tư được. Còn lại nếu mà đầu tư vào bất động sản thì với số 4 thì rất phải nhiều, thế cho nên là chị chuyển dịch từ bất động sản bây giờ chuyển dịch sang đầu tư vào công nghệ của mình. Và nói chung chị cũng tìm hiểu về một số, ví dụ như là về các cái tâm trạng, nhưng mà sân sàn thì chị ít thôi, vì chủ yếu là chị thấy cái công nghệ mà trước IPO nó là một cái mà tuyệt vời nhất. Thế nhưng mà chủ yếu là mình nắm bắt được cái công nghệ nào có thật mà có mình đi đúng hay không thôi. Nhưng mà chị may mắn cái là chị em mình là đi đúng đường, đúng chỗ, cho nên là chị rất là yên tâm. Bây giờ chị ăn cũng nghĩ tới, ngủ cũng nghĩ tới.